Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh 5K TV. Trong video clip trước, chúng ta đã tìm hiểu qua tổng quan về xã có khu trung tâm hành chính đẹp nhất huyện, đó chính là xã Phú Đông. Để tiếp tục series review 12 địa phương cấp xã thị trấn của huyện Nhân Trạch, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về xã có nhiều tuyến hạ tầng giao thông lớn nhất trên địa bàn huyện Nhân Trạch, đó chính là xã Phước Khánh. Xin mời cô chú anh chị cùng theo dõi. Xã Phước Khánh là một trong 12 địa phận hành chính thuộc cấp xã của huyện Nhân Trạch, có vị trí địa lý như sau: phía tây bắc giáp xã Phú Đông, phía đông bắc giáp xã Vĩnh Thanh, phía tây và tây nam giáp sông Lòng Tàu. Xã Phước Khánh có vị trí địa lý cách trung tâm huyện Nhân Trạch khoảng 12,5 km và cách thành phố Thủ Thiêm khoảng 12 km. Xã Phước Khánh có tổng diện tích là 36,92 km2. Tính đến nay, thường trú tại xã có 3.823 hộ, gồm 14.442 nhân khẩu, mật độ dân số là 391 người trên 1 km2. Xã Phước Khánh được chia thành 3 ấp, ấp 1, ấp 2 và ấp 3. Đối với hạ tầng giao thông kết nối ở thời điểm hiện tại, xã Phước Khánh đang có 2 tuyến đường liên xã là đường Phan Văn Đáng và đường Phạm Thái Bường. Trong đó, tuyến đường Phạm Thái Bường là tuyến đường trục chính của xã Phước Khánh với chiều dài là 4 km và chiều rộng là 40m. Lý do tuyến đường Phạm Thái Bường được quy hoạch mở rộng đến 40m là bởi vì trong tương lai, tuyến đường này sẽ được kết nối với 2 tuyến hạ tầng giao thông lớn, đó chính là đường cầu Cát Lái và đường Liên Cảng với chiều rộng là 99m. Để biết rõ thông tin về tuyến đường cầu Cát Lái và đường Liên Cảng, cô chú anh chị hãy nhấp vào đường link bên dưới để xem chi tiết nhé. Trở lại với xã Phước Khánh, hiện tại xã Phước Khánh còn được biết đến là xã có quy hoạch được nhiều tuyến giao thông nhất trên địa bàn huyện Nhân Trạch, cụ thể như sau. Đầu tiên là với đường cầu Cát Lái thì cả hai phương án đang được xem là khả thi nhất sẽ bắt đầu từ thành phố Thủ Đức và quận 7 đi qua huyện Nhân Trạch, kết nối với đường Phạm Thái Bường tại xã Phước Khánh, tiếp theo kết nối với đường 25C và điểm cuối kết nối với cao tốc Bến Lức Long Thành. Thứ hai là với đường Liên Cảng thì điểm đầu của đường Liên Cảng sẽ bắt đầu từ tân cảng Cát Lái, chạy dọc theo sông Xoài Rạp, tiếp đến kết nối với đường Phạm Thái Bường, đường 25C tại xã Phước Khánh, rồi đi luồn qua cao tốc Bến Lức Long Thành, đi đến khu công nghiệp Ông Kèo của xã Phước Khánh. Điểm kết thúc của đường Liên Cảng được chia thành hai nhánh, một nhánh đi tới cụm 6 khu công nghiệp Nhân Trạch, nhánh còn lại đi về cảng Phước An. Tiếp theo là đường 25C sẽ giúp các phương tiện giao thông di chuyển thuận tiện từ đường cầu Cát Lái, đường vành đai 3 hoặc đi ra sân bay quốc tế Long Thành. Đặc biệt, cuối cùng là cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ giúp các phương tiện di chuyển từ các tỉnh miền Tây tới các tỉnh trong khu vực phía Đông Nam Bộ và ngược lại. Về phát triển đô thị, hiện tại xã Phước Khánh tuy mật độ dân số chưa được trải đều trên địa bàn xã, nhưng tại các khu dân cư thì mật độ dân số tập trung sinh sống gần như đã phủ kín và bao gồm có đầy đủ tất cả tiện ích để đáp ứng cho mọi nhu cầu của dân cư tại đây. Ở thời điểm hiện tại, xã Phước Khánh chưa có quy hoạch dự án khu đô thị nào trên địa bàn, nhưng trong tương lai, khi các tuyến hạ tầng giao thông được hoàn thiện thì sẽ giúp xã Phước Khánh phát triển về mọi mặt. Khi đó, các dự án khu đô thị mới sẽ lần lượt được mọc lên và kéo theo các làn sóng dân cư mới về xã Phước Khánh. Riêng xã Phước Khánh hiện đang có khu công nghiệp Ông Kèo với tổng diện tích là 855,6 ha, trong đó diện tích đất khu công nghiệp là 823,45 ha và 32,15 ha diện tích đất đường liên cảng. Đây chính là yếu tố chủ chốt giúp xã Phước Khánh thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm phát triển kinh tế, đồng thời thu hút các nguồn lao động từ các nơi khác đổ về, làm việc và sinh sống tại xã Phước Khánh. Và với địa thế sở hữu hơn 50% diện tích đất giáp với sông lớn, do đó xã Phước Khánh có rất nhiều sông ngòi chảy xen kẽ vào đất liền, tạo nên bầu không khí mát mẻ và yên bình. Cũng vì thế mà rất nhiều người thành phố chọn đầu tư bất động sản tại khu vực xã Phước Khánh. Thứ nhất là để đầu tư đón đầu hạ tầng, thứ hai là để làm một nơi nghỉ dưỡng cho gia đình và bạn bè. Vừa rồi là những thông tin về xã Phước Khánh. Cô chú anh chị cảm thấy khu vực này như thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Chúc cô chú anh chị và gia đình luôn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. 5K TV, kênh thông tin chuyển động cùng Nhân Trạch. Xin chào và hẹn gặp lại.